Chuyện kinh dị khiến bạn phải tuyệt thực. Hũ kiệu đầu năm. Xin chân thành cảm ơn anh em đã quay trở lại với Đảo Kinh Dị. Với những bạn mới xem kênh mà chưa biết thì mình có một sở thích đặc biệt. Đó là như là làm những cái câu chuyện ma quái và liên quan đến những cái món ăn. Chúng ta đã có trà sữa máu, rồi quán phở thịt người, bánh bao thịt người, xác ai trong vại cà, xác ai trong mại mắm rất là nhiều rồi. Và hôm nay chúng ta cũng sẽ đến với một câu chuyện đặc biệt như vậy. Hũ kiệu ấy thì thường là ở trong miền Nam người ta mới gọi như thế mà thôi. Và cái chuyện ma quái kinh dị xảy ra quanh đây, chưa đọc thì chúng ta, chưa xem chúng ta đã biết rồi. Chắc chắn là một người bị giết, và rồi có lẽ là ướp vào cái hũ kiệu này chăng. Bạn có tò mò hay không? Vậy thì hãy cùng Đảo Kinh Dị đón xem ngay và luôn. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Vào năm 1960, tại ngôi làng Mỹ Hòa thuộc tỉnh Đồng Tháp. Má ơi má! Bà Từ tay đeo cái lẵng tre, bước đi vội vã vào con đường mòn nối dài ra cánh đồng. Nghe tiếng gọi, bà liền đứng khựng lại lấm lét nhìn ra sau. Bà mới chợt thở phào khi thấy thằng Tài con mình đang chạy đến. Nó mới hỏi: Ủa, giờ này má đi đâu nữa vậy? Có phải má đến sòng tài xỉu có đúng không? Bà Từ buộc miệng chối đầy đầy, thằng Tài nó lại tiếp: Khắp cái xóm này không có ai đánh bài, má không tới đó thì má đi đâu? Shhh, cái thằng quỷ nó nhỏ thôi mày, tít nhất tao oánh cho rui thôi, chứ có gì đâu mà. Nói đoạn bà vội nắm tay nó dắt đi theo, vì biết là nó cũng mê đánh bài không khác gì bà. Bà Từ năm nay cũng đã gần 40 rồi, nhưng với bản tính mưu mô xấu xa nên không có nhiều người tiếp xúc với bà. Phần lớn người trong xóm mỗi lần thấy mẹ con bà đều làng vàng trước nhà mình là tìm cách nói khéo đuổi đi chỗ khác. Có lần đúng ngày mùng 1 Tết, sáng hôm đó mẹ con bà ăn mặc tươm tất đến vợ chồng bà Dương chúc Tết. Vừa đến trước sân nhà thấy bà Dương đang ngắm vườn mai của mình, mẹ con bà mới vội chạy lại. Thằng Tài năm đó 12 tuổi, tính cách quỷ quyệt không khác gì mẹ mình. Mỗi lần mà chơi với đám nhóc trong xóm, nó liền tìm đủ mọi cách gian lận để thắng cho bằng được. Khi bị bắt tại trận thì nó chối đầy đẩy hoặc là bỏ trốn. Vậy mà không hiểu sao mỗi lần đám nhóc tụ tập chơi đùa lại có nó tham gia mới chết chứ. Khi này bà Từ vừa chạy đến đứng trước mặt bà Dương, bà ta mới vội cười tươi: Năm mới chúc tím phát tài nghen. Vừa chúc bà vừa đảo mắt cho thằng con, hiểu ý nó vội khoanh tay lại cúi đầu. Dạ chúc tím năm mới tiền ra như nước đáy heo, tiền vào như nước đáy ngựa. Bà Dương từ lúc thấy hai mẹ con bà, mặt mũi liền tối sầm lại, vì bà biết mẹ con bà này có tốt lành gì mà đi chúc Tết mọi người đâu. Chủ yếu là lôi cái thằng con đi để moi tiền lì xì, để cho bà ta đi đánh bạc mà thôi. Bà Dương nghe nó chúc thì nhếch môi khinh thường. Chờ vài phút không thấy bà móc bao lì xì ra, nó mới quay sang nhìn mẹ. Bà Dương nhìn hai mẹ con nhíu mày mà nói: Thôi, năm nay tao kỵ lì xì lắm, chắc là để Tết sang năm đi nghen. Nó nghe vậy thì tức giận ra mặt, miệng chui ẻo. Bà Dương nghe xong mặt đỏ bừng bừng lên, vội gọi đám người làm trong nhà ra đuổi hai mẹ con bà đi. Đám người làm chưa kịp chạy ra thì hai mẹ con đã quấn giò bỏ chạy. Bà Dương hai tay chống nạnh, hất hàm nói với theo: Hai mẹ con nhà mày muốn móc túi tao à? Còn lâu nha. Dứt lời bà cười phá lên rồi đi vào nhà. Chiều hôm ấy hai mẹ con từ sòng bạc đi về, vẻ mặt thì đầy u ám. Chắc có lẽ cả hai thua sạch túi rồi. Khi mà đi qua nhà ông Cương, bà Từ mới nhìn vào trong nhà thấy vợ chồng ông đang phơi mấy rổ củ kiệu. Trước hiên còn hai ba rổ kiệu chưa cắt lá. Lúc này ông Cương thấy mẹ con bà đứng trước cổng sân, ông mới liền cười tươi, tay đem theo một hũ kiệu bước đến chỗ bà. Nè Từ, sẵn dịp Tết đến tao chúc cho mẹ con bây năm mới gặp nhiều may mắn nghen. À còn đây là cái hũ kiệu tao ngâm bữa giờ ngon lắm rồi. Tao biết bầy thích ăn kiệu lắm nên làm thêm cho bầy nè, đem về ăn mấy ngày Tết đó nghen. Bà Từ đang ủ rũ, đột nhiên thấy hũ kiệu trước mặt thì gương mặt tươi tỉnh hẳn ra, liền đưa tay cầm lấy hũ kiệu rồi bà chúc Tết vợ chồng. Vừa lúc đó vợ ông đi ra cũng mỉm cười, móc trong túi ra bao lì xì đưa cho thằng Tài. Nó hí hửng cầm lấy cái bao lì xì nhảy nhót, làm như vừa lụm được vàng vậy. Bất chợt nó bỏ chạy về nhà mà quên không chào hỏi ông bà Cương. Bà Từ thấy vậy thì lắc đầu thở dài xin lỗi ông bà Cương rồi cũng quay bước ôm hũ kiệu đi về.
Căn nhà của hai mẹ con bà nằm sâu trong góc khuất của những bụi tre, nên trong nhà lúc nào cũng đượm vẻ âm u lạnh lẽo. Nói là nhà, chứ thật ra đây là một cái chồi lá lụp sụp thì đúng hơn. Vì mẹ con bà vốn không phải người dân ở cái vùng này, mà từ một nơi khác đến đây kiếm sống. Ngày đầu tiên bà đến cái làng này, trên tay bồng theo một đứa bé. Quần áo thì rách dưới hôi hám. Mọi người cũng nghĩ bà là người ăn xin, nên ai cũng lảng tránh. Chỉ riêng có vợ chồng ông Cương thì tốt bụng, giúp đỡ quần áo lương thực, nên mẹ con bà mới sống được đến ngày hôm nay. Ban đầu thì hai mẹ con bà sống quanh quẩn trong mấy cái sạp trái cây ở ngoài chợ. Nhưng về sau, chính ông Cương đứng ra vận động mọi người, thương tình mà lập cho bà một cái chòi lá để có chỗ trú nắng trú mưa. Nhưng mà không hiểu sao, bà không chịu ở bên ngoài lộ cho thoáng mát, có ánh nắng mặt trời, mà lại chọn một cái chỗ tối tăm gần những cái bụi tre già mà ở. Thế rồi mọi người cũng đồng ý xây theo ý của bà. Đến nay mẹ con bà ở cũng được gần 4 năm. Trong những năm đó bà làm việc thì ít, nhưng mà nói là nhiều. Nên từ ban đầu vui vẻ hòa đồng với bà, dần dần mọi người cảm thấy bà có một cái gì đó kỳ lạ. Khác thường nhất là miệng lưỡi chù ẻo, con người hai mặt của bà, nên đến giờ ngoài vợ chồng ông Cương và gia đình chú Thím Cơ ra thì không còn ai qua lại với bà ta nữa. Khi này vừa vào trong nhà, bà Tư liền múc một muỗng kiệu ra ngồi ăn một cách ngon lành. Thằng Tài vẫn còn hí hửng với cái bao lì xì ở trong tay. Đoạn nó bèn móc trong bao ra được 5 đồng, nó mới chợt hô lên. Má ơi, ông bà Cương lì xì đến 5 đồng lận nè, đủ cho má con mình ăn 2 tô hủ tiếu rồi đó. Bà Tư đang ngồi ăn kiệu nghe thằng con mừng rỡ, bà mới liền quay sang nhìn, thấy nó chìa ra 5 đồng, bà giật tức khắc rồi mới nói. Đưa đây để tao giữ cho, để mày cầm đi ăn giọng hết rồi cũng gì à, 5 đồng này để ngày mai tao đi gỡ gạc lại cho hên lắm nè. Vừa dứt lời, bà cầm 5 đồng lên người người, rồi cười khoái chí xong bỏ vào túi áo. Thằng Tài thấy mẹ nó giữ tiền của mình cũng vùng vằng đòi lại, nhưng mà ánh mắt của bà lườm nó một cái. Nó vốn cũng sợ nên rồi cũng thôi không có đòi nữa. Lấy đến cái chiếu trải trong góc nhà, nằm xuống rồi ngủ thiếp đi. Sau khi ăn chán chê, bà mới liền đứng ra sau nhà múc gáo nước dừa trong cái lu rửa mặt cho mát. Vừa đặt cái lu nước xuống, bỗng bà nghe tiếng con chim cú kêu lên một tiếng, bay vụt qua trên nóc nhà, làm cho bà hoảng hồn đưa mắt nhìn theo, chửi lầm bầm ở trong miệng. Bất chợt bà lại nghe có tiếng sột soạt phát ra từ phía con mương nước. Nghĩ là thằng con nó chọc ghẹo mình, vì trước đây thỉnh thoảng nó hay lén rủ với đám nhóc, bày trò dọa ma hàng xóm, trong đó có cả mẹ của nó nữa. Bởi vì nó biết bà rất là sợ ma, nên mỗi lần bà bị nó hù, miệng bà đằng hắng nói tùm lùm, làm cho nó và đám nhóc cảm thấy thích thú. Nay thì bà sực nhớ lại, chắc là nó lại bày trò hù mình nữa đây mà, nên bà mới hậm hực chống nạnh miệng đi chửi phới. Mồ tổ cha mày, sáng giờ bị tao chửi cho có đã cái lỗ tai hả? Giờ lại còn bày trò nhét ma tao tiếp à? Tao không có sợ nữa đâu nghen. Vừa dứt lời, bà chợt đứng hình mất mấy giây khi nhìn thấy từ dưới cái mừng nước có cái bóng hình người mình mẩy ướt sũng nước, gương mặt thì sưng phù như là một cái mầm, bước thấp bước cao đi đến chỗ bà. Khi này thì bà biết là mình gặp ma rồi, vội nhắm mắt lại la toáng lên, làm cho thằng Tài đang ngáy ngủ trong nhà giật mình tỉnh giấc. Nghe tiếng mẹ mình la, nó mới vội định thần lại chạy ra nhà sau xem bà gặp chuyện gì mà hét to lên đến như vậy. Vừa lúc nó chạy ra thì gặp bà chạy vào, mặt bà tái mét giục nó chạy vào nhà khép cửa lại. Ở trong nhà bà vội trùm mền lại run cầm cập. Nó có hỏi mấy lần nhưng bà không trả lời, nhưng mà nó cũng đoán được chắc có lẽ bà bị cái đứa nào nhát mà. Chợt nó cười lên khúc khích rồi để mặc bà nằm ở đó, quay người lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã đến. Khi này cả hai mẹ con đang ngủ say sưa thì từ bên ngoài tiếng người trong xóm nhốn nháo cả lên, làm cho hai mẹ con choàng tỉnh thức giấc. Mắt bà kèm nhèm ngồi bật dậy, nhìn sang thằng con thấy nó vẫn nằm lì ở đó. Bà mới liền kéo nó ngồi dậy theo rồi mới giục. Nè, nè dậy đi, hình như là sau nhà mình có chuyện gì đó. Tao nghe tiếng mọi người nhao nhao cả lên ở ngoài đó kìa, mình cũng ra xem thử coi mày. Vừa nói bà vừa lồng cồm ngồi dậy chạy ra ngoài trước. Thằng Tài thì còn đang ngáy ngủ, cũng định chạy ra nhưng nó lại nghĩ lại, rồi thôi bèn nằm xuống trở lại. Khi này bà Từ chạy ra ngoài nhà sau, phía nhóm người đang đứng trước con mường. Bà mới tò mò chen người vào xem chuyện gì thì bỗng mặt bà tái mét khi trông thấy dưới mường có một cái xác người đang nằm sấp úp mặt dưới nước.
Trên con mương, hai người đàn ông đang lấy cây khều cái xác vào. Lúc này hai ba người dân cũng vừa đến. Khi mà cái xác vừa được lật ngửa lên thì ai nấy bất giác chạy qua một góc của mình, nôn thốc nôn tháo ra hết. Bởi vì hình ảnh cái xác vừa kinh tởm lại vừa đáng sợ đối với họ. Gương mặt cái xác sưng phù, bị chém đứt đôi, lộ rõ những phần khung xương mặt cùng với những cái đàn cá nhỏ còn đọng lại trong cái gương mặt ấy đang gặm nham gặm nhở cái xác. Lúc này thì không chỉ người trong xóm hoảng sợ mà hai người dân quân kia cũng sợ hãi quay mặt đi, không dám nhìn vào cái xác nữa. Riêng bà Từ, từ khi mà nhìn thấy hình ảnh xác chết trong đầu bà, liên tưởng đến cái hồn ma đêm qua cũng ở dưới con mương này đi lên hù dọa bà. Nghĩ đến đây, toàn thân bà Từ chợt lạnh toát. Bỗng nhiên từ phía sau có một bàn tay vỗ lên vai, làm cho bà giật mình hốt hoảng quay lại. Trước mặt bà là ông Cương, tay ông đang cầm cái rổ tre cùng với cần câu. Thấy bà Từ mặt mày tái mét, ông mới thắc mắc hỏi: "Ủa, mặt bay làm cái gì mà xanh lè vậy? Bà con hôm nay sao tụ tập ở đây đông quá vậy? Chuyện gì vậy Từ?" Vừa hỏi, ông vừa nhón cái chân nhìn vô. Đoạn bà Từ vội kéo ông qua một bên, gương mặt thì lấm lét mà đáp: Trời ơi, xóm mình mới có người chết đó ông ơi. Nhìn cái xác ghê lắm mà, lúc nãy còn nhìn xém chút nữa là ói ra luôn rồi á." "Cái gì mà ghê vậy mày? Vậy có biết là ai chết không? Người trong xóm mình hay là ai?" Con đâu có biết đâu. Mà thôi mình đi đi ông ơi, ở đây thấy ghê quá à." Nói xong bà đẩy ông ra khỏi chỗ này. Sau khi chào tạm biệt ông Cương, trước khi đi ông lấy ra trong cái rổ tre một con cá lóc đưa cho bà. Bà Từ mới mỉm cười nhận lấy, đứng ngóng theo, đột nhiên tay bà thò vào trong túi áo lấy ra 5 đồng bạc, nhìn tờ tiền rồi cười thầm trong bụng. Bật giác bà chạy vào nhà lấy cái nón lá, rồi quay người đi nhanh ra ngoài. Trước khi đi, bà quay sang nhìn thấy thằng Tài vẫn còn nằm lì ngủ say sưa. Định gọi nó dậy rồi, nhưng mà bà chờ suy nghĩ lại nên thôi, rồi quay ngoắc chạy nhanh đến sòng tài xỉu. Đến nơi, bà thấy đám người tụ 5 tụ 7 hò hét đánh bạc. Gã Tám cùng với 2 tên nữa có nhiệm vụ bảo kê sòng bạc. Ngồi trước căn nhà thấy bà Từ đang đi đến, gã vội đứng lên, bước nhanh lại chỗ bà rồi mới đằng hắng mà nói: "Nè nè, cái bà Từ, hôm qua thua sạch túi rồi, hôm nay có tiền không mà tới chơi vậy? Tôi nói trước là 50 đồng tháng rồi bà mượn tôi, chưa có trả nó nghen. Nể tình bà là người thân quen tôi mới cho nợ lại không lấy tiền lời. Nhưng mà kỳ này tuần sau bà phải trả cho tôi, vì tôi bây giờ đang cần tiền để làm ăn. Nếu mà tuần sau không có trả tiền cho tôi thì..." Nói đoạn gã đưa tay lên quẹt ngang cổ của mình, như là hàm ý nếu bà không có tiền trả cho gã thì gã sẽ cắt cổ bà. Vốn biết gã là tay máu lạnh, từng vào tù ra khám, nên khi gã nói như vậy thì bà có chút sợ hãi, nhưng mà rồi cũng tìm cách mà dỗ ngọt gã ta. Anh Tám thương tình, tôi cả tháng nay đi làm bữa đói bữa no, thì nhất thời trong vòng một tuần thì biết kiếm đâu ra 50 đồng mà trả cho anh. Thôi thì anh xem xét lại, cho tôi nợ lại tháng sau rồi tôi tìm cách gom đủ tiền trả cho anh có được không nè." Gã nghe đến đây thì tức mình giật cây mã tấu từ tay thằng đàn em, chia lên cổ bà rồi mới hăm dọa: "Mày tưởng thằng này là đứa con nít mới lớn à? Cho mày một tháng để mày tìm cách trốn đi à? Không có cần nói nhiều. Trong vòng một tuần nếu mày không có tiền trả tao thì coi chừng cái mạng của mày đó nha. Thằng này nói một là một, mày nhớ đó." Dứt lời, gã đưa cây mã tấu chém mạnh xuống ghế gỗ một cái, làm cho cái ghế bị chẻ ra làm đôi. Sắc mặt bà Từ bỗng dưng tái mét, người run lên cầm cập, miệng van xin, hai tay thì xoa vào nhau. Đoạn gã không thèm nghe lời của bà nói, bèn quay bước đi ra ngoài. Bà Từ quay mặt đi không dám nhìn theo gã, tay đưa lên ngực hồi hộp thở, rồi nhanh chân đi vào trong. Chơi được tầm 10 phút thôi thì bà lại thua sạch túi. Đoạn bà còn chần chừ chưa muốn đi vì máu cờ bạc vẫn còn sôi lên ủng ục. Bà đành đánh liều đi vào lòng vòng hỏi mượn hết người này đến người khác, nhưng mà không có ai cho bà mượn tiền nữa. Khẽ rầu rĩ, bà bấm bụng đi ra ngoài, đến chỗ gã Tám đang ngồi hút cái điếu cầy. Bà hai tay xoa vào nhau, bước lại chậm rãi khúm núm trước mặt gã: Anh Tám ơi, tôi thua hết rồi, anh có thể nào cho tôi mượn thêm 10 đồng nữa được không? Tháng sau tôi sẽ trả đủ cả mà." Gã đang phả khói nghe bà nói vậy thì đưa mặt kênh kiệu ngước lên nhìn bà rồi mới nhếch môi: "Mẹ nó, đánh không được có bao nhiêu mà cứ thua hoài. Bà có cho mượn tiền núi thì cũng thua hết mà thôi."
Nói đoạn không biết là gã đang suy nghĩ cái gì mà vội móc trong túi ra 10 đồng đưa ra trước mặt bà Từ rồi mới cảnh cáo. Đây, 10 đồng này là lần cuối cùng tôi cho bà mượn đó. Tổng cộng là 60 đồng. Nếu mà tháng sau bà nói chưa có tiền thì bà biết hậu quả của mình rồi đó chứ. Thấy tiền ở trước mặt, hai mắt của bà như sáng rực lên, nhanh tay chụp lấy 10 đồng vâng dạ cảm ơn gã không ngớt, rồi quay bước chạy lại vô trong. Nhưng mà rồi cuộc sống mà, đâu ai biết trước điều gì, bà chơi lại chưa được 10 phút thì lại thua tiếp. Khi này bà cảm thấy chán nản bước đi thơ thẩn ra ngoài. Đứng trước hiên, gã cùng hai đàn em đứng trông theo sau lưng bà, miệng gã bỗng lẩm bẩm những cái điều gì đó nghe không có rõ. Trên đường về, bà luôn thấp thỏm bởi những lời mà gã Tám vừa cảnh báo lúc nãy. Bà vừa lo sợ suy nghĩ trước mắt phải kiếm tiền để trả cho gã, nếu không thì bà sẽ không sống yên được với gã đâu. Nhưng mà bây giờ biết kiếm đâu ra 60 đồng trả cho gã ta. Số tiền ấy tuy không phải là lớn, nhưng mà so với những người trong xóm này, 60 đồng đủ cho cả gia đình ăn uống cả tháng trời nếu mà biết chi tiêu hợp lý rồi. Vừa bước đi, bà vừa suy nghĩ tìm cách, nhưng mà không sao tìm được. Khẽ, bà tự đưa tay lên cổ, rồi bất giác dùng mình hoang mang, vì bà biết chắc một khi gã đã nói ra thì gã sẽ làm. Bà nhớ có lần khi gã cũng vừa đặt chân đến xã này, bà được những người trong khu chợ kể lại. Hồi đó gã Tám từng đi lính, nhưng mà trong quân đội gã từng gây lộn đánh nhau nên bị bắt tạm giam cho đến ngày mãn hạn tù. Gã được thả ra rồi bước vào con đường đâm thuê chém mướn. Có đợt thì bà nghe phong phanh người dân kể lại, gã đã từng đâm chết ở trong chợ khi gã cùng với mấy đứa du côn đi tranh giành địa bàn bảo kê. Cảnh sát lúc bây giờ cũng nghe tiếng của gã là người có máu liều nên ai cũng e ngại và lùi một bước. Nên từ đó gã như một vị chúa tha hồ tác quái ở trong cái xóm này. Nghĩ đến đây, bà bỗng thấy từ phía xa thằng Tài chạy đến. Khi đến gần mẹ, nó mới giận dỗi mà hỏi: "Kìa má, sao lúc sáng má đi đánh bạc mà không có kêu con? Mà tiền con đâu? Đừng nói là má lại thua hết rồi đó nha." Bà Từ vừa rầu rĩ vừa thú thật với nó. Nghe xong nó tức mình hai tay nắm chặt lại, miệng thì chửi rủa: "Mẹ nó, sau này mà tôi lớn lên, tôi sẽ tìm nó tính sổ mới được. Dám hiếp đáp mẹ của con à?" Bà Từ nghe nó nói vậy thì bất giác buộc miệng cười, rồi nắm tay nó đi về nhà. Lúc đi ngang qua cổng nhà ông Cương, bà vô tình nhìn vào trong nhà, thấy cửa nhà mở toang ra. Bà đứng ngó tới ngó lùi xung quanh, nhưng mà giờ này thì cũng gần trưa, không có ai đi quanh đây cả. Bà vờ hỏi vọng vào, nhưng mà chờ một lúc vẫn không thấy có tiếng trả lời. Bà quay sang thằng Tài đánh mắt cho nó biết. Hiểu ý bà, nó liền đẩy cửa vào, bước đi vô trong, vòng ra sau nhà tìm kiếm, nhưng mà tuyệt nhiên không có ai ở trong nhà giờ này. Nó chạy ngược ra, đưa tay lên ngoắc ngoắc bà lại. Bà Từ hí hửng đi nhanh vào bên trong. Đứng ngay giữa nhà, bà lấm lét nhìn quanh khắp lượt, rồi gọi thằng Tài chia nhau đi tìm tiền hoặc là cái gì đó có giá nhất mà cả hai thấy được. Cả hai mẹ con mới loay hoay một lát, thì khi này bà vô tình nhìn thấy dưới chân giường trong phòng có một lớp đất nhô cộm lên. Bà chợt nhớ lại ông bà mình ngày xưa thường hay cất giấu tiền ở những vị trí như vậy, nên mới tò mò đi ra sau nhà tìm cây cuốc, rồi đưa cho thằng Tài, bảo nó đào lớp đất ấy lên xem dưới đó có gì hay không. Đào được một lúc thì cả hai mẹ con phát hiện dưới lớp đất ấy có một cái hộp gỗ ngả màu. Bà Từ hí hửng cầm lấy hộp lên, rồi nhanh chóng mở ra xem, thì đập vào mắt hai mẹ con là những miếng vàng lá với một cặp tiền còn mới tinh. Mặt hai mẹ con liền sáng lên nhìn nhau cười ha hả, rồi bà mới kêu thằng con mau lấp đất lại cho cẩn thận. Lấp xong, cả hai mẹ con định đi ra khỏi nhà thì bà Từ bắt gặp bên kia đường, ông Cương đang đi trở về, trên tay còn cầm một cái giỏ như ông vừa đi chợ mới về. Khi này hai mẹ con mới hốt hoảng vội chạy ra nhà sau, nhưng mà xui xẻo thay, sau nhà ông bà Cương không có cửa thông ra. Nhìn ra ngoài thì thấy ông Cương đã vào đến cổng rồi, hai mẹ con vội núp ra sau bếp. Thằng Tài đi trốn dưới gầm bàn, còn bà Từ thì lấy tạm cái áo mưa ngồi trong góc bếp, bên cạnh là cái tủ chén dĩa che khắp người lại. Trước nhà, tiếng bước chân của ông Cương đang đi vào trong, đoạn ông đặt cái giỏ lên bàn, rồi không đi vô phòng, mà lại đi vào nhà sau để đun nước pha trà. Thằng Tài nó vẫn nằm im dưới bàn, lo sợ không dám nhúc nhích, còn bà Từ thì ngồi im hồi hộp, nhìn theo sau lưng ông Cương, đang bắc củi lên hơ lửa cho cháy. Đột nhiên từ đâu có một con chuột khá lớn ở dưới cái tủ chén bò lại chỗ của bà, rồi nhảy phóp lên cao mưa bà đang che. Quá bất ngờ cộng với sợ chuột, bà hoảng hốt thất tung gáo mưa ra, rớt cái hộp gỗ xuống đất. Miệng thì hét to, làm cho thằng Tài và ông Cương giật điếng cả người quay lại nhìn.
Khi này ông Cương vừa thất kinh, vừa thắc mắc không biết bà vào nhà ông từ khi nào. Ông mới hoang mang hỏi: "Ơ nè Từ, làm gì trong nhà của tao vậy?" Hỏi đoạn, ông Cương bất chợt nhìn xuống đất, thấy hộp gỗ bùng nắp ra, làm rớt mấy miếng vàng lá ra ngoài. Lúc này ông mới hiểu ra sự việc, bèn tức giận chỉ tay vào mặt bà rồi mới nói: Bậy, thì ra lẻn vào nhà là muốn lấy trộm tiền của tao. Tao không có ngờ đó, bậy lại có thể làm những cái chuyện như vậy. Uổng công vợ chồng tao lúc nào cũng quan tâm, giúp đỡ cho hai mẹ con nhà bậy. Thật đúng là nuôi ong tay áo mà. Nói đến đây, ông tức mình dậm chân tại chỗ, loay hoay cầm khúc củi lên rồi mới nói tiếp: "Nếu bây giờ mà trả tiền lại cho tao, thì tao xem như là chưa có thấy gì, tao không có truy cứu nữa. Còn nếu không thì tao bắt hai mẹ con bây giao lại cho cảnh sát để trị tội đó. Bây chọn đi." Bà Từ từ lúc bị ông Cương phát hiện mình trộm cắp thì hoảng sợ không nói được lời nào. Khi mà nghe ông cảnh báo như vậy thì bà có chút chần chừ. Nếu bây giờ mà trả tiền cho ông thì tuần sau bà không có tiền trả cho gã Tám. Còn nếu mà không trả tiền thì sẽ bị ông bắt lên nộp cảnh sát. Quả thật là trong tình huống này bà chưa biết phải giải quyết bằng cách nào. Bà đang phân vân suy nghĩ thì ông Cương chợt quát lên, làm cho bà giật nảy cả mình: "Sao rồi? Bây giờ bây có trả hay là không? Ta đã nói là cho bây cơ hội như vậy rồi mà còn không biết điều nữa. Được rồi, giờ thì đi theo tao lên đồn cảnh sát, nhanh!" Vừa nói ông vừa xông đến nắm lấy khuỷu tay của bà lôi đi. Bà Từ liền hốt hoảng giật lùi lại, đứng nép sau tủ chén. Ông Cương khi nãy vì quá tức giận trước thái độ của bà, ông quyết tâm một lần nữa bước đến lôi bà đi. Khi mà cả hai đang giằng co với nhau thì bất ngờ từ phía sau ông Cường bị một cái vết đâm xuyên thủng bụng. Máu từ đó chảy ra không ngừng như suối. Ông Cường bị đâm bất ngờ nhưng mà cũng gắng sức tàn mà quay người lại nhìn. Khi mà chỉ kịp thấy thằng Tài đang đứng trố mắt, mặt thì hung tợn nhìn mình. Và rồi cuối cùng ông liền gục ngã xuống đất, hai mắt mở trừng trừng nhìn về phía bà Từ. Miệng há hốc ra, hồn đã lìa khỏi xác rồi. Bà Từ khi biết ông Cường đã chết, hai mắt mở trừng trừng nhìn mình, bà mới hoảng loạn ngồi bệt xuống đất, hai tay thì ôm đầu sợ hãi. Thằng Tài khi này mới chợt bừng tỉnh lại, bước lại chỗ bà Từ lay lay người bà trấn an. Được một lúc thì bà cũng định thần lại nhìn thằng con. Thoáng bà thấy trong ánh mắt của nó sắc lạnh, bà không thể nào tin rằng chính nó đã giết người, nhưng mà gương mặt lại không chút sợ hãi hay là hoang mang. Khi mà thấy bà đã tỉnh được đôi chút, nó mới dìu bà lại ghế ngồi xuống. Đoạn thì nó quay lại nhìn xuống cái xác đang lạnh dần của ông Cường. Không nói gì, nó liền đi nhanh ra trước nhà, khép cánh cửa lại. Vì khi nãy bên ngoài trời vẫn đang quá trưa, nó sợ nếu chẳng may có ai đi ngang qua trông vào thì sẽ lớn chuyện mất. Vừa đóng cửa xong, nó mới chạy vội vào sau nhà, khẽ nhìn quanh sắp lượt. Lúc này nó mới để ý đến lối vào bên hông gian bếp, thì mới liền chạy đến nhìn vào. Thì ra bên trong là gian phòng nhỏ chế gạo tóc cùng với bao đậu và những bao củ kiệu chưa được gọt, phơi nắng. Trong đầu nó liền nảy ra một ý nghĩ man dợ là đào hố ngay trong cái kho chôn xác xuống dưới đất. Nghĩ là làm, nó liền lấy cái cuốc được đặt cạnh lối đi vào rồi bước nhanh vào trong kho, tìm lấy một khoảng đất sát góc kẹt rồi hì hục đào xới. Bên ngoài bà Từ thấy nó đang đào đất thì định lên tiếng rồi nhưng lại thôi. Bất chợt bà quay đầu lại nhìn xuống cái xác của ông Cường. Bỗng bà thất kinh la lên ngã xuống ghế, làm cho thằng Tài giật mình khựng lại khi mà vừa trông thấy xác ông Cường động đậy. Lúc này thằng Tài vừa chạy ra nhìn bà mà nhíu mày hỏi: "Gì vậy má? Má làm gì la lên dữ vậy? Người ta nghe được bây giờ." Bà Từ vẫn chưa hết nỗi kinh sợ, tay run run chỉ về phía cái xác, giọng thì lắp bắp: Tài ơi, cái xác của ông." Thằng Tài nhìn theo hướng tay mẹ nó chỉ, nhưng mà cái xác của ông Cương vẫn nằm im tại đó không nhúc nhích. Thoáng có một chút khó chịu, nó mới nhìn bà hỏi lại: "Sao vậy má, con có thấy cái gì đâu?" Nói đoạn nó đưa hai tay dìu bà đứng lên, rồi cũng lấy cái ghế dựng đứng lên để bà ngồi xuống. Còn nó thì căn dặn bà hai ba câu, rồi cũng quay vào trong kho tiếp tục đào xới. Khá lâu thì nó cũng hoàn thành cái hố đất vừa đủ cho một người nằm co ro xuống dưới đó. Nó lại chạy ra giục bà Từ phụ nó kéo cái xác vào bên trong. Cả hai liền hì hục kéo xác vào, vừa quăng xuống cái hố thì từ bên ngoài tiếng mở cửa vang lên. Cả hai giật thót tim quay đầu nhìn, như khi nãy hai người đang ở trong kho thì làm sao mà thấy được người từ bên ngoài. Bật giác tay của nó khẽ cầm chắc cái cán cuốc, nó quay sang ra hiệu cho mẹ.
Hiểu ý, bà liền ngồi thụp xuống đất, còn nó thì rón rén đi ra xem có phải là bà vợ ông Cương về hay không. Nó vừa ló mặt ra thì thấy đúng là vợ ông vừa về. Cùng lúc đó nó nghe tiếng của bà hét toáng lên vì khi vừa bước vào nhà, bà vợ liền trông thấy những vệt máu loang lổ dưới đất. Bà hoang mang định bỏ chạy ra ngoài, nhưng mà thằng Tài đã kịp nhanh chân chạy vù ra, cầm con dao để trên kệ bếp đâm một nhát vào sau lưng, làm cho bà đau đớn ngã chồm ra phía trước. Khẽ quay người lại, bà hốt hoảng khi nhận ra đó là thằng Tài. Trên tay nó đang cầm chắc con dao, đang nhễu từng cái giọt máu đỏ hòn. Trong ánh mắt của nó bỗng toát lên cái vẻ u ám lạnh lẽo. Khi này bà cố lết ra ngoài, đưa tay lên miệng phát ra tiếng khô khốc như đang gắng sức cầu cứu mọi người. Phía sau thì thằng Tài lăm lăm con dao, bước nhanh đến đưa chân dẫm lên lưng của bà ta. Bất chợt nó đưa tay ghi chặt cổ bà xuống, rồi giơ con dao sắc nhọn lên, tức thì nó đâm liên tiếp vào lưng của bà. Máu bắn ra tung tóe dính bết xuống nền đất, vào mặt vào người của nó. Nó cứ đầm như vậy cho đến khi bà nằm bất động, nó mới ngừng tay lại thở hổn hển. Ở sau nhà, bà từ chậm rãi đi ra thì thấy xác của bà vợ ông Cương đang nằm chết trên vũng máu rồi. Hai mắt trợn ngược lên trắng dã, còn thằng Tài nó ngồi bên cạnh, đưa tay lau những vệt máu còn đọng lại trên gương mặt mình. Khẽ quay lại nhìn mẹ mình, nó chợt bật cười lên khanh khách như điền như dại. Má ơi! Con... con giết hai người rồi, con giết chết họ rồi, má ơi. Bà Từ thì tuy bản tính xấu xa, nhưng mà không đến nỗi ác độc ra tay giết người. Còn thằng Tài bình thường bà thấy nó tài lành, chỉ chơi với mấy đứa nhóc trong xóm, hoặc là trộm vặt đồ ăn của mọi người. Nhưng mà nay bà tận mắt chứng kiến nó ra tay giết hai vợ chồng ông bà Cường, khiến cho bà không thể nào tin đó là sự thật. Thế nhưng mà mọi chuyện đã đến nước này, hai mẹ con bà cũng không còn cách nào khác ngoài việc bảo toàn cho chính mình. Bật giác, bà Từ chạy nhanh ra ngoài khép cửa lại, rồi bước đến chỗ thằng Tài, giúp nó khiêng xác bà Cương vào bên trong, đào thêm một cái hố nữa, chôn cả hai xuống dưới đó. Hai mẹ con khi này loay hoay mãi đến chiều mới chôn xong xác hai vợ chồng ông Cương. Đoạn cả hai mẹ con lau dọn khắp căn nhà, không bỏ sót lại một dấu vết nào nữa. Khi mà thấy xung quanh căn nhà tương đối sạch sẽ, trước khi đi, bà Từ tiện tay vớ lấy mấy hũ kiệu đem về nhà mình ăn dần. Còn thằng Tài thì nó giấu hộp gỗ trong bụng, rồi cả hai mẹ con lấm lét nhìn ra bên ngoài. Khi biết chắc là không có ai ngoài kia, cả hai mới ung dung rời khỏi đây, trở về nhà của mình. Trên đường về thì trong đầu bà vẫn lo lắng, chẳng may có ai đó phát hiện ra ông bà Cương chết trong nhà, thì chẳng phải cái xóm này sẽ lớn chuyện hay sao? Những người trong xóm sẽ bị cảnh sát điều tra lôi thôi. Với bà thì có thể tự tìm cách biện hộ cho mình. Nhưng mà còn cái thằng Tài thì sao? Nó chỉ mới mười mấy tuổi, lỡ nó nói toạc ra thì chẳng phải hai mẹ con bà bị bắt đi hết. Nghĩ đến đây, bà vừa đi vừa căn dặn nó đủ điều. Nó chỉ biết vâng dạ gật đầu như gà mổ thóc. Tuy là căn dặn như vậy nhưng bà vẫn còn lo. Bà dự định rằng chờ vài hôm nữa nếu không có chuyện gì thì mình vẫn sống ở đây bình thường. Còn chẳng may xác hai vợ chồng bị phát hiện, bà sẽ lập tức dẫn thằng con mình nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đang đi, bỗng bà thấy thằng con giật tay áo của mình, chỉ vào trong cái ao người trong xóm rồi mới hỏi. Má ơi, ai đang làm cái gì dưới ao vậy má? Bà nghe nó hỏi rồi nhìn về hướng tay nó chỉ. Bà thấy đúng là có cái bóng người đang lom khom đi vòng dưới cái ao như tìm vật gì đó. Bà cảm giác như mình bị thu hút bởi cái bóng người ấy nên cũng đứng đó nhìn vào. Bất chợt bóng người đen ngòm ấy nhảy xuống cái ao. Hai mẹ bọn con bà nhìn xuống một lúc lâu nhưng mà vẫn không thấy người đó ngoi lên. Khi này bà Từ bỗng cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Sống lưng của bà đột nhiên lạnh lạnh. Thấy vậy bà vội kéo tay thằng con bước như chạy, chạy nhanh về nhà để lại phía bờ ao. Một bóng người lầm lũi ngước lên trông theo. Về đến nhà thì trời cũng chập choạng tối. Thằng Tài lúc này nó mới cảm thấy đói bụng, liền móc trong người ra cái hộp vàng. Bà Từ vừa đặt mấy hũ kiệu xuống cái kệ gỗ dựng ngay cửa ra vào. Thấy vậy, bà liền giật cái hộp gỗ từ tay của nó rồi mới nói. Cái thằng quỷ này, mày định lấy tiền làm cái gì? Đưa đây cho tao giữ. Nói đoạn, bà mở nắp hộp ra, thấy tiền vàng còn nguyên trong đó. Bà mới liền mở to mắt cười lên khè khẽ, rồi quay qua nói với thằng con. Số tiền này đủ cho tao với mày sống thoải mái một thời gian rồi đó. Ngày mai để tao lấy tiền đi chợ mua thịt mua cá về, tao với mày ăn một bữa cho nó đã nghen. Dứt lời cả hai mẹ con cười lên khoái chí. Đoạn nó vẫn không quên xin bà một ít tiền vì lúc này bụng nó sôi lên ủng ục.
Bà Từ ngẫm nghĩ được một lúc thì cũng bấm bụng rút ra một tờ tiền trong hộp đưa cho nó, dặn sau khi ăn xong nhớ đem tiền thừa về đưa lại. Nó cầm lấy tờ tiền rồi hí hửng chạy vụt đi trên con đường đất, hai bên rặng tre um tùm. Còn lại mình bà, lúc này trong nhà còn tối lắm. Bà Từ mới khẽ đưa tay ra của quạng đến chỗ để cây đèn dầu, rồi châm lửa đốt lên cho sáng căn nhà. Cầm đèn dầu trên tay, bà soi trong góc kẹt lấy ra một cái nồi gang khá lớn, để hộp gỗ ở bên trong, rồi đặt nồi gang trở lại vị trí cũ. Để cho chắc, bà chất mấy thanh củi lên cái nồi, vì lo thằng con nó nếu có lẻn lấy tiền thì không biết chỗ bà cất giấu. Kiểm tra đâu đó xong xuôi, bà chợt nhìn lên cái kệ bếp cũ kỹ có mấy củ khoai mì, hôm qua bà luộc để sẵn, rồi tiện tay bước lại lấy hai củ khoai mì với ú kiệu ra, ngồi trước hiên nhà lột vỏ ăn ngon lành. Về phần thằng Tài, sau khi nó lấy tiền chạy nhanh ra cái nhà bà Bảy ồ để ăn hủ tiếu. Cũng may cho nó là hôm nay bà ấy chưa bán hết. Nó nhanh chân chạy vào kêu cho mình một tô hủ tiếu nhiều thịt, không lấy giá lấy hành. Bà Bảy hôm nay ngạc nhiên lắm khi mà thấy nó gọi đồ ăn nhiều như vậy. Không như mọi lần nó chỉ gọi hủ tiếu không. Cảm thấy lạ, bà liền bước đến chỗ nó mà hỏi. Ê Tài, bộ hôm nay má mày đánh bạc có tiền hay sao mà kêu cái tô hủ tiếu nhiều vậy? Có tiền trả tao không đó? Nó đang ngồi rung đồi, nghe bà hỏi thì nó liền kênh cái mặt lên, móc trong túi quần ra một tờ tiền có mệnh giá lớn, rồi mới đẳng hắng. Đây nè bà Bảy, làm như là tôi không có tiền ăn tô hủ tiếu của bà vậy. Bà làm nhanh nhanh đi, tôi đói bụng quá rồi nè. Bà Bảy thấy tờ tiền trên tay của nó thì liền chụp lấy nhìn kỹ lại, đúng là tiền thật. Bà gật đầu hài lòng làm ngay cho nó một tô hủ tiếu nhiều thịt. Ăn uống xong xuôi, bà Bảy thối lại nó tiền thừa. Cầm lấy tiền nó ý hưởng chạy về hướng cái đình nơi buổi sáng hoặc là buổi tối nó cùng với đám nhóc trong xóm tụ tập chơi chôn tìm. Nhìn mặt mũi cử chỉ tự nhiên của nó cũng không giống mấy đứa lưu manh hay là côn đồ. Vậy mà đâu ai ngờ rằng chính cái đôi tay của nó đã cướp đi hai sinh mạng của ông bà lão. Khi này trời cũng đã tối, ánh trăng đêm dần dần hiện ra soi rọi ánh sáng mờ ảo, xen lẫn với tiếng côn trùng kêu lên râm ran, nghe như ở những bản nhạc đồng dao. Ở phía sân đình, đám nhóc khoảng 4-5 đứa đang tụ tập chơi giật bắt với nhau, cười nói vui vẻ. Một lát sau thì thằng Tài chạy tới, thấy đám nhóc đang giật nhau, nó liền vẫy tay gọi từ xa. Nghe tiếng gọi, đám nhóc liền khựng lại, quay đầu nhìn thấy nó đang chạy nhanh đến. Lúc này có một đứa lớn nhất, cũng bằng tuổi nó tên là Cà, mới đứng ra mà nói. Cái thằng này, tụi tao sắp nghỉ rồi mà bây giờ mới tới hả? Thằng Tài vừa chạy đến đứng trước mặt cả bọn. Nó khom người chống hai tay xuống đầu gối, miệng đi thở hổn hển vì mệt. Nghe thằng Cá nói vậy, nó liền dương cái gương mặt láu cá lên rồi mới đáp. Mẹ à, còn sớm mà, chơi thêm xíu nữa đi rồi về. Tại tao mới ăn hủ tiếu quán bà Bảy nên đến trễ này. Thằng Cá vốn xưa nay không ưa gì nó, vì nhiều lần mỗi khi chơi chung, thằng Tài đều tìm cách gian lận để không bị thua thiệt. Thằng Cá cay lắm, thấy thằng Tài tuy bằng tuổi mình nhưng mà sức nó mạnh hơn. Biết là mình không làm gì được nên thằng Cà cũng nhịn nhục mà tìm cách lôi kéo để mấy đứa trong xóm không chơi với nó nữa. Nghe thằng Tài nói như vậy, nó nhất quyết không chịu, đòi giải tán cả bọn. Khi này thằng Tài mới nóng giận sấn tới định đập cho thằng Cà một trận, nhưng mà nó nhanh chân quay đầu cong giò bỏ chạy một mạch. Ba bốn đứa còn lại tới hai thằng ẩu đà cũng hùa nhau bỏ chạy về nhà. Ở trước sân đình chỉ còn lại mình nó. Nó mới chống nạnh hai tay nhìn cả đám la làng chạy đi, trong lòng tức giận vô cùng và tự nói với lòng lần sau mà gặp được thằng Cà ở đâu, nó sẽ đánh thằng Cà ở đó. Nghĩ đoạn miệng nó lầm bầm chửi thêm vài câu, định quay lưng đi về nhà thì nó bỗng nghe thấy tiếng cười khanh khách của ai đó phát ra như xoáy vào tai nó. Tài ơi, ở lại đây chơi với tụi tao nè, vui lắm, ở lại đây đi. Giọng nói trầm đục như của một ông lão phát ra làm cho nó bất giác giật mình, quay đầu lại nhìn xung quanh. Tại đây chỉ có cơn gió thổi lướt qua kèm theo hơi lạnh phả vào người của nó thì không còn ai khác nữa. Ánh mắt của nó chợt đảo qua nhìn cái đình bỏ hoang, quanh năm âm mưu lạnh lẽo, bên cạnh thì là gốc cây mít cổ thụ. Nhánh cây vươn dài ra, tàn lá xum xuê che khuất đi ánh sáng của ngọn trăng, làm cho cái đình càng tăng thêm phần cổ kính và thêm phần rờn rợn. Nó cảm thấy có chút lo lắng, vì từ trước đến nay cái đình này vốn là nơi tụi nó tụ tập chơi đùa với nhau ngày đêm. Tuy là không biết ở trong cái đình, người trong xóm thờ những ai, nhưng mà cứ lâu lâu nó lại thấy người ta đem mâm cúng hoặc là giấy tiền đến dưới gốc cây mít thờ cúng.
Nó nhìn lấy làm lạ. Tại sao mà người ta lại không vào trong đình cúng mà lại cúng ở bên ngoài như vậy? Nhưng mà với cái trí óc của một thằng nhóc lúc ấy, nó đâu biết rằng những người trong xóm đang thờ cúng những vong hồn vất vưởng, chết bờ chết bụi ở ngoài kia. Khi này, đột nhiên nó linh cảm như có ai đó đang lén nhìn mình. Nó cảm thấy khó chịu ra mặt, quay người nhìn tứ tung mà không thấy có ai. Chợt nó mới nóng giận mà quát. Đứa nào vừa mới nói đó, dạ ra đây đi nha, tao không có sợ đâu đó, có ngon thì ra đây xem. Vừa dứt lời thì tiếng cười ấy lại phát ra thêm một lần nữa. Lần này giọng cười lại càng kinh dị hơn. Mày nhìn lên trên cái đỉnh xem, tao đang ở trên này nè. Nó nghe cái giọng ấy thì toàn thân chợt nổi gai ốc, hai chân cứng đờ lại. Đoạn nó theo phản xạ của cái người vừa nói, ngước đầu lên nhìn cái đỉnh. Thoáng chốc nó chợt la toáng lên quay đầu bỏ chạy, vì khi mà nhìn lên trên mái đỉnh, nó thấy một ông già đang ngồi xổm, hai tay chống ở dưới mái ngói. Đầu tóc bù xù, gương mặt nhăn nhúm lở loét, hai cái cằm bệnh ra, quần áo dính bết bùn đất. Miệng há dài, nhìn nó cười lên một tràng quỷ dị, âm thanh vang lên như là từ cõi âm ti vọng về. Ở nhà, sau khi bà Từ ăn xong, bèn đem mấy hũ kiệu đặt lên kệ bếp để ăn dần, rồi bà mới bước ra sau nhà để đi vệ sinh. Nhưng mà ngặt nỗi là cái nhà vệ sinh lại nằm ngay bờ mương nơi khi sáng phát hiện ra cái xác chết của một người đàn ông. Bỗng bà có một chút e dè chưa biết phải làm thế nào. Đang phân vân thì bụng của bà chợt nhói lên, biết là không thể nào nhịn được nữa, bà Từ nhanh tay xách cây đèn dầu và một ít giấy vụn chạy ra cái bụi rậm sau nhà giải quyết. Đi xong, bà vừa đứng lên định chạy lại vào nhà thì tự dưng nghe tiếng con chim cú kêu từ đằng xa vọng lại. Tiếng kêu làm cho bà cảm thấy rờn rợn, hồi hộp tim đập lên thình thịch. Đoạn bà mới nhấc chân chạy được mấy bước thì từ đâu con chim cú đang bay nhanh lại phía bà, rồi phóng vút lên đậu trên mái lá. Nó chợt quay cái đầu ngoắc thẳng ra sau lưng, đưa hai con mắt to đùng trông thật là dị hợm nhìn xuống chỗ bà đang đứng. Bà thoáng hoảng hồn khi nhìn vào cặp mắt của nó, nhưng mà rồi cũng trấn an bản thân. Khom người xuống nhặt mấy cục đất lên ném thẳng về phía nó đang đậu. Mỗi một cục đất ném lên là bà lại nghe tiếng nó kêu lên thật quỷ dị. Bà cứ ném cho đến khi một cục đất trúng vào người nó. Bị trúng đau, nó vỗ cánh bay đi, không quên đáp lại bà thêm một tiếng kêu nữa nghe thật là thê lương. Thấy nó bay đi, bà hả hê nhìn theo hướng của nó, rồi bất giác cười lên khẳng khặc. Cùng lúc đó bên ngoài cũng có tiếng chân nhai đó vừa chạy vào. Bà Từ nghe tiếng bước chân liền nghiêng đầu nhìn vào trong rồi gọi lớn. Đứa nào đó? Thằng Tài hả bây? Bây giờ mới về đó hả? Không có tiếng trả lời, bà thắc mắc cầm cây đèn dầu rón rén đi vào trong nhà. Vừa vào bà chợt đứng khựng lại khi mà trông thấy sát vách nhà dưới cây chiếu có một người nào đó đang trùm mền kín mít, miệng thì rên rỉ, toàn thân run lên cầm cập. Bà có một chút hoang mang không biết người đó là ai, tại sao lại nằm ở trong nhà của bà. Chợt bà hồi hộp lên tiếng hỏi lại. Đứa nào đang nằm đó? Mày hả Tài? Cái người đó vẫn rên rỉ không đáp. Bà Từ vừa lo vừa sợ bèn vớ lấy khúc cây cạnh cửa rồi gõ lên cái người đang nằm. Bỗng người đó la hét dữ dội, miệng thì không ngớt kêu lên. Ma! Ma! Bà Từ sau giây phút giật mình ban đầu, nhưng mà khi nhìn kỹ lại, nhớ lại cái giọng nói ấy thì bà nhận ra đó chính là thằng Tài con bà. Vội đặt cây đèn dầu lên kệ, bà bước nhanh lại trấn an. Dưới ánh sáng của ngọn đèn yếu ớt, bà thấy gương mặt của nó xanh xao, đôi mắt lạc thần. Chắc có lẽ nó thấy được cái gì đó khủng khiếp lắm đây. Bà mới bèn quay sang lấy cho nó một ly nước. Nó cầm ly nước từ tay bà rồi uống một hơi hết sạch. Thấy nó đã có chút thần sắc, khi này bà mới gặng hỏi. Nè, cái thằng này, mày làm sao vậy? Nhìn mặt của mày cứ y như là vừa mới gặp ma vậy đó. Có chuyện gì kể tao nghe coi. Khi này nó vẫn còn hãi lắm, nhưng mà rồi thấy bà ngồi bên cạnh, nó mới tỉnh táo được đôi chút, rồi thuật lại những gì mà nó vừa thấy cho bà. Nghe xong, bà Tài nửa tin nửa ngờ, nhưng mà rồi cũng tự trấn an mình và cho cả nó nữa. À, thôi không có gì đâu. Tao nghĩ là trời tối nên mày hoa mắt thôi. Không có ma cỏ gì đâu. Mày đừng có nghĩ lung tung rồi dọa tao đó nghen. Không là tao đánh tới ông bà già luôn đó. Thôi đi ngủ đi, trời tối rồi, mai tao còn dậy sớm đi chợ mua đồ nữa.
Vừa dứt lời, bà để mặc nó ngồi đó thẫn thờ lo lắng. Riêng bà Từ tuy ngoài miệng nói như vậy thôi, nhưng mà trong thâm tâm của bà cũng có chút dao động. Nhất là từ khi gặp được hồn ma của người đàn ông chết sau con mường, cho đến khi gặp con chim cu quái dị mới lúc nãy. Giờ lại đến lượt thằng con mình cũng lại vừa gặp ma, làm cho nó hồn vía lên mây, thì chuyện này quả thật là không đơn giản. Bà tự nhủ thêm rằng nhất định ngày mai sẽ tìm một ông thầy Pháp để xin bùa bảo vệ cho hai mẹ con. Đang miên man suy nghĩ thì bà quay sang, thấy thằng Tài đã ngủ từ bao giờ. Bà chợt nhếch miệng cười thầm. Cái thằng này cũng lạ, vừa nói gặp ma bị dọa cho chạy về đến đây mà chưa gì hết đã ngáy gò khò được rồi. Đoạn bà đặt nó nằm ngay ngắn lại rồi cũng nằm xuống, khẽ gác tay lên trán suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Bỗng dưng cái hình ảnh xác chết hai mắt trợn ngược lên của ông Cương chợt hiện lên rõ ràng như in vào trong tiềm thức, làm cho bà ta thấy ớn ớn, lắc đầu lia lịa như muốn quên đi cái hình ảnh đó. Trời càng lúc càng về khuya, cả hai mẹ con lúc này đang ngủ say sưa thì từ đâu tiếng bước chân của ai đó đi xung quanh ngoài hiên vọng vào, làm cho bà Từ choàng tỉnh giấc. Mở mắt ngồi dậy, bà đưa tay dụi hai con mắt cho tỉnh táo, thì vừa lúc đó bên tai của bà lại phát ra tiếng bước chân dẫm trên mấy cái lá khô, nghe lột xột, lột xột. Bà mới hoang mang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nín thở lắng tai nghe cho kỹ, vẫn là tiếng bước chân ấy đi chậm chậm xung quanh nhà. Tim bà ta như thắt lại, mồ hôi vã dài bên thái dương. Bà chợt quay sang bên cạnh lay thằng con dậy, nhưng mà không thấy nó cử động hay là có phản ứng gì nữa. Khẽ khẽ bà nghe có tiếng cười khúc khích từ bên ngoài vọng vô. Từ ơi, mày có trong nhà không? Là tao nè, mở cửa cho tao vào với. Bà nghe giọng nói đó bất giác rùng mình, hai tay nắm chặt lấy cái mền trùm kín người lại run rẩy. Đoạn cái giọng ấy lại phát ra thêm lần nữa với vẻ tức giận. Mở cửa ra, tao nói mày mở cửa ra, mày có nghe không hả? Giọng nói vừa dứt thì tiếng đập cửa la hét bên ngoài vang lên dữ dội. Bà Từ vẫn nằm im không dám nhúc nhích, ánh mắt hé về phía cánh cửa đang rung lên liên hồi. Tiếng đập phá la hét phát ra được một lúc rồi cũng ngừng bặt. Chờ một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, bà Từ mới hồi hộp ngồi chồm dậy, lóng lỗ tai lắng nghe, thì quả thật cái giọng nói ấy cũng không còn nữa. Bà khẽ đặt tay lên ngực tự trấn an tinh thần cho mình, hy vọng là những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng mà không, rõ ràng những gì bà vừa nghe thấy, vừa trông thấy đều là sự thật. Vậy thì tại sao chỉ có mình bà cảm nhận được mà thằng Tài lại không? Nó vẫn ngủ rất là say sưa, như là không biết chuyện gì vừa mới xảy đến. Khi này bên ngoài trời vẫn còn tối, chắc là chỉ hơn nửa đêm mà thôi. Gió từ bên ngoài càng lúc càng thổi mạnh vào, làm bay tung tóe những đồ đạc ở trong nhà. Bà Từ hoang mang chỉ còn biết giơ cái mền lên che người mình lại, tránh cho cơn gió thổi hắt vào mình. Lúc này bà bỗng nghe được giọng nói của một ông già vang lên như oán trách. Từ ơi Từ, vợ chồng tao chết thảm lắm. Mày kéo xác vợ chồng tao lên đi Từ. Nếu mày không kéo. Nói đến đây, hồn ma của ông già cất lên một cái giọng cười man rợ đến lạnh người. Bà Từ khi này hoảng sợ đến tột độ, trong đầu của bà liền nghĩ đến ngay vong hồn của vợ chồng ông Cường đến tìm mẹ con bà để báo oán. Nhưng mà bà cũng thắc mắc rằng tại sao chưa đến 49 ngày mà oan hồn của hai người có thể quay trở lại được. Liệu đó có phải là oan hồn vợ chồng ông Cường thật không, hay là hồn ma của người đàn ông sau con mường? Mà không phải, rõ ràng bà không biết người đàn ông đó là ai, thì làm sao người đó biết tên của bà? Khi này trong tiềm thức của bà ta đã biết chắc 10-10 là oan hồn của ông Cương rồi. Mặt bà chợt biến sắc lại, rồi không nói không rằng đứng phắt dậy, bỏ chạy một mình ra khỏi nhà, để lại thằng Tài đang nằm ngủ không còn biết gì nữa. Bà Từ cứ chạy cho đến khi chợt thất kinh, khi thấy trước mắt mình vẫn là cái con đường lúc nãy, bên cạnh là cái chòi rách nát của bà. Đột nhiên bà ta hoảng loạn la hét thất thanh, nhưng dĩ nhiên là không có ai nghe được tiếng. Từ đằng xa khuất sau những rặng tre tùm, thấp thoáng bóng của một ông già, hai tay cầm chắc cái hũ kiệu, lướt nhanh một mạch thoáng chốc đã đứng trước mặt của bà. Đoạn ông ta đưa ra trước mặt bà cái hũ kiệu đã khô quát, bên trong thay vì được ngâm đường,
Nhưng mà khi bà nhìn vào cái hũ thì bên trong toàn là máu. Phải là những cái dòng máu đục lờ, thoáng bà ngửi được mùi tanh nồng của máu tỏa ra sộc thẳng vào mũi. Đứng trước mặt bà thì chính là ông Cương. Gương mặt ông khi này trắng bệch, hai con mắt trợn lên đáng sợ. Miệng ông ta cứ như đang nhai thứ gì đó nghe rồm rộp, rồi bất giác ông Cương há miệng ra. Thì trời ơi, trong miệng của ông toàn là roi, bị nhai nham nhở cùng với củ kiệu, thấm đẫm máu, đang nhễu dưới nhỏ giọt trước mặt của bà. Vừa lúc đó, ông Cương liền bật cười lên khanh khách, máu và roi trong miệng của ông nhễu xuống hai bên khóe miệng, trông thật là kinh dị. Hai tay ông chợt thò vào cái hũ, bốc ra một nắm kiệu đưa tới trước mặt của bà, miệng vừa nhai nhóc nhép vừa nói. Củ kiệu ngon lắm nè Từ, mày có muốn ăn không? Nói xong, ông Cương chìa cái bàn tay nhơ nhớt máu lại sát miệng của bà. Bà Từ lúc này mắt nhắm nghiền lại, hai tay nắm chặt vào nhau, toàn thân thì run lẩy bẩy. Lúc này bà cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay của ông Cương đang dí sát vào mặt mình. Nhưng may mắn thay, bà bỗng nghe từ xa có tiếng con chó sủa inh ỏi. Bà chợt cảm thấy người của mình bây giờ nhẹ tênh, hai chân có thể cử động lại được rồi. Bà mới liền tận dụng cơ hội lấy sức bình sinh, quay người lại bỏ chạy một mạch, mà không dám ngoắc đầu lại nhìn xem hồn ma của ông ấy còn ở đó hay không. Chạy được một đoạn khá xa thì bà nghe thấy tiếng con gà từ nhà của ai đó gáy lên. Bà Từ liền vui mừng khi biết trời sắp sáng rồi. Bà thở hổn hển nhìn lại chỗ mình đang đứng thì chợt nhận ra bên cạnh là cái ao rau muống cùng với mảnh vườn rau nhà bà Sáu. Vừa lúc đó bà Sáu cũng từ trong nhà đi ra, tay vác cái đòn gánh lên vai vì hôm nay bà phải ra hái rau với một mớ trái cây đem ra chợ bán kiếm thêm trong ngày Tết. Thấy bà Từ đang đứng trước vườn rau của mình, bà Sáu mới ngơ ngác mà hỏi. Ủa bà Từ, bà làm cái gì ở đây vậy? Mới sáng sớm đến nhà tôi có chuyện gì? Nghe bà Sáu hỏi, bà nhất thời chưa biết trả lời ra sao. Thấy mặt bà Từ tái mét, bà Sáu liền bỏ qua sự nghi ngờ, rồi kéo bà Từ qua cái ghế tre dựng sau nhà mình và với tò mò mà hỏi lại. Bà sao vậy? Tôi nhìn mặt xanh xao lắm nó nghen, trúng gió rồi đó à? Thôi thôi, ở đây chờ tôi vừa lấy dầu ra đánh gió cho nghen. Vừa nói dứt câu thì bà Sáu liền xỏ xép đứng lên, nhưng mà bị bà Từ ngăn lại rồi mới nói. Bà nè, thôi khỏi, tôi không có sao đâu. Chắc có lẽ tôi bị mộng mị nên đi ra đây lúc nào không biết đó. Xin bà bỏ qua cho ạ. Bà Sáu thì vốn bản tính là người hay hóng chuyện, nay được dịp thấy bà Từ có biểu hiện lạ nên bà mới hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Không như những người ngoài, mỗi lần thấy bà ta là tìm cách xua đuổi. Tuy nhiên mấy lời hỏi thăm của bà Sáu, bà Từ không hề trả lời, vẫn ngồi thất thần im lặng nhìn ra khoảng không, trong lòng không ngớt lo lắng. Không bỏ cuộc, vừa lúc đó bà Sáu định hỏi thêm, thì ở ngoài con đường đất, 6-7 người chạy chung với nhau có vẻ hối hả lắm. Người thì cầm đèn, người cầm đuốc đi hướng nhà của bà Từ. Cả hai bà khi này vừa nghe tiếng người xôn xao cả lên, mới thắc mắc đứng lên, đi vòng ra trước. Thì thoáng bà nghe tiếng một người đàn bà trong nhóm mới nói lớn. Thằng Tài nó chết ở ngoài mương rồi kìa. Không tin mày chạy ra đó mà xem đi. Ông nhà tao mới chạy về báo cho tao biết nè. Chàng đét ơi, không biết là cái bà Từ này đi đâu mà để thằng nhỏ ở nhà một mình vậy chơi. Bà Từ nghe đến đây bất giác miệng gọi tên thằng Tài liên tục, rồi vùng lên chạy nhanh về nhà mình. Về đến nhà bà chạy ra bờ mương, thấy có mấy người đàn ông đang xúm lại trước cái người đang nằm dưới đất. Bà mới vội chạy nhanh tới sau lưng bọn họ, chen vào thì ngay lập tức bà Từ hét lên, hai tay ôm lấy đầu quỳ thụp xuống đất. Ở trước mặt bà, thằng Tài nằm đó cứng đờ, mặt trắng bệch, toàn thân nhăn nheo. Có lẽ thân xác đã ngâm nước quá lâu. Miệng nó há hốc, bên trong thì toàn là sình bùn đất cát. Bà Từ thấy xác con mình thì ngất lên xỉu xuống hai bà bận. Mọi người thì đứng tản ra theo dõi. Vừa lúc bà Từ choàng tỉnh lại thêm lần nữa, thì ngay tức khắc bà ôm chặt lấy xác thằng Tài, miệng thì than khóc không ngớt. Bỗng từ trong mắt mũi miệng của nó có một cái dòng máu đỏ tươi trào ra thật là khủng khiếp. Bà con xung quanh thấy vậy thì cũng tội nghiệp cho bà ta, liền giúp bà ta đưa xác thằng Tài đặt ở trước sân, đầu được phủ một lớp vải mảnh màu trắng. Dưới chân thì có một nải chuối xanh do bà con tốt bụng đem tặng. Trong số những người chòm xóm, có cô Năm Hồng hiện đang làm công tác hội chữ thập đỏ ở xã, liền đứng ra vận động bà con quyên góp mua một cái quan tài cho con bà. Trưa hôm đó, đưa ma thằng Tài, chỉ có vài người thanh niên khiêng hòm ra nghĩa địa giúp bà chôn cất thằng Tài.
Ngoài ra những người trong xã ai cũng kỵ trong mấy ngày Tết, nếu mà đi đưa tang sẽ mang lại xui xẻo cho nhà mày. Bà Từ lúc này trên người mặc áo tang quấn khăn trắng, vừa đi vừa ôm cái quan tài khóc lóc không ngớt. Đến khi trốn cất xong xuôi, bà Từ nhìn cái nấm mồ thất thần rồi bất giác cười lớn, miệng thì không ngớt chửi bới vợ chồng ông Cường. Vì trong thâm tâm của mình, bà biết rằng cái chết của con mình là do hồn ma của hai vợ chồng ông bà gây ra. Cũng may là ngoài nghĩa địa lúc ấy chỉ có mình bà nên không ai nghe được những lời chửi bới lúc nãy. Kể từ cái chết của thằng Tài, bà Từ không còn là người bình thường nữa. Căn chòi nơi bà đang ở cũng được bỏ hoang kể từ đó. Thứ duy nhất mà bà mang theo bên cạnh không phải là tiền vàng mà là mấy cái hũ củ kiệu, vì đó là món mà bà thích ăn nhất trong những ngày Tết. Với những người trong xã, khi thấy bà trở nên điên loạn như vậy thì họ cũng thương tình, người thì cho chén cơm, chén muối, có khi là những củ khoai, miếng khô còn cá. Nhưng mà họ cảm thấy bà có chút kỳ lạ là mỗi lần cho bà thức ăn thì đều bật cười khúc khích, vừa ăn vừa xin xỏ. Nhà mày có củ kiệu không? Cho tao đi, tao khoái à lắm đó. Thấy vậy thì cũng có người đem đến cho bà một chén củ kiệu, rồi ngay lập tức bà chụp lấy cái chén, bốc hết kiệu trong đó cho vào mồm nhai ngấu nhai nghiến. Cứ như thế hết ngày này sang ngày khác, bà ngủ lại luôn bên cạnh ngôi mộ con mình. Cứ đến bữa ăn là có người đem lại cho bà, và rồi đến một hôm. Khi ấy là buổi chiều, bầu trời bỗng dưng âm u đến lạ. Bà Từ đang ngồi thơ thẩn trước mộ con mình, vừa cười vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Bộ quần áo trên người của bà ta bây giờ rách nát tè tùa, trông chẳng khác gì những con người ăn xin. Đang nói vù vờ, bỗng bên tai của bà có một cái giọng nói phát ra. Má ơi, má ơi, là con nè. Bà Từ đang ngồi lắc lư cái đầu qua lại nói một mình, thì nghe giọng nói như rất là quen thuộc. Bà mới vội xoay đầu khắp lượt, miệng thì gọi to. Tài là bầy đó phải không? Bầy vừa mới nói với má đó có đúng không? Vừa hỏi bà vừa đưa mắt tìm kiếm khắp lượt, thì chợt ánh mắt của bà hướng về phía bụi chuối khuất sau khu nghĩa địa. Bà mới vui mừng thảng thốt khi thấy thằng Tài đang đứng sau bụi chuối, đưa tay ngoắc bà lại gần. Thấy vậy bà không để ý gì nữa, bèn nhấc chân lên bước nhanh lại chỗ thằng Tài đang đứng. Nhưng mà lạ thay là mỗi lần bà bước đến gần nó thì nó lại thụt lùi vào bên trong, gương mặt có một chút quái dị. Thấy vậy bà lại càng chạy đến chỗ nó, đưa tay ra như muốn chụp lại. Nó lại càng lướt lùi lại ra sau trong cái bụi chuối, bất giác nó nhếch miệng cười với bà rồi nói bằng chất giọng ma mị. Má ơi, lại đây với con đi, lại đây với con. Bà Từ sau khi nghe cái giọng nói ấy thì cứ như người bị thôi miên, đôi chân của bà ta dường như không nghe lời nữa, cứ từng bước đi theo sau lưng nó. Thoáng chốc bà đi sâu vào khu đất hoang của nghĩa địa, đến khi khựng lại thì mới trở về bình thường. Ở trước mặt bà khi này dáng dấp đúng là thằng Tài con bà, nhưng mà gương mặt của nó thì lại là của ông Cương. Bà thấy gương mặt ấy thì liền hoảng hốt ngã thụt xuống đất, tim đập lên thình thịch, miệng ú ớ kêu lên những gì nghe không có rõ. Ông Cường với hình hài của một thằng bé từ từ bước lại chỗ bà ta, hai mắt trợn lên đáng sợ. Bất chợt tiếng cười ma quái của ông Cường vọng ra. Mày thấy sao? Tao là con của mày mà, sao mày lại sợ chứ hả? Lại đây với tao, nhanh lên. Bà Từ thì khi này hồn vía lên mây rồi, nhưng bà chợt nói lại được, khóc lóc van xin. Ông ơi, tha cho con đi, mẹ con lỡ dại ông ơi. Ăn hồn ông cứ nghe vậy thì tức giận dậm chân tại chỗ rồi mới nói. Tha cho mày thì ai tha cho vợ chồng tao? Hôm nay tao sẽ bắt mày trả giá vì những gì đã làm với vợ chồng tao. Vừa dứt lời, oan hồn ông Cường bỗng lướt nhanh lại. Bà Từ mặt cắt không còn hột máu, la hét lên dữ dội, rồi chỉ trong vài giây sau, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Thời gian sau đó, những người lối xóm, từ khi bắt đầu trở lại công việc, thì không thấy bóng dáng vợ chồng ông Cường đâu nữa. Một số người tò mò đứng trước nhà ông gọi với vào, nhưng mà không có ai trả lời. Thấy lạ nên vài người tò mò đi vào trong nhà, thấy đồ đạc mọi thứ vẫn y nguyên, không có dấu hiệu gì là trộm cắp.
Vừa kiểm tra thì mọi người vừa gọi vợ chồng ông, cho đến khi tất cả ngửi được cái mùi thoang thoảng hôi thối tỏa ra từ trong gian kho dự trữ đồ ăn. Mọi người mới tò mò lần theo cái mùi thối ấy thì biết là mùi thối từ trong kho phát ra. Ngay lúc này ông Tư Măng mi nghi ngờ một điều gì đó rồi vội vàng bảo mọi người ở đây chờ đợi. Ông bèn sai hai đứa con trai mau chạy ra trung tâm báo cảnh sát. Khi cảnh sát vừa mới đến, phối hợp với người dân đào đất lên thì ai nấy cũng đều thất kinh, đưa tay bịt miệng bịt mũi mình lại. Khi mà trông thấy dưới lớp đất bừa bộn ấy có hai cái xác chết đã bị phân hủy không còn nhìn rõ mặt nữa rồi. Nhưng mà qua lớp quần áo thì một số người gan dạ liền nhận ra đây chính là xác của vợ chồng ông Cường. Trên bụng của ông vẫn giữ nguyên con dao bị đâm cho lút cán. Bên cạnh là xác bà vợ, người thấm đẫm máu đã khô đen lại. Sau khi phát hiện xác của vợ chồng ông Cường, cảnh sát cũng lập tức điều tra thì nghi ngờ rằng mẹ con bà Từ chắc hẳn là có liên quan nên mới tỏa ra đi tìm kiếm, thì được người dân chỉ đến chỗ khu nghĩa địa. Khi đến nơi thì mọi người không thấy bà ở đâu, tìm xung quanh cũng không có gì lạ. Bất ngờ có một tiếng hét thất thanh từ phía sau bụi chuối phát ra. Mọi người mới tò mò chạy lại chỗ người đàn ông đang đi vệ sinh xem thử có cái chuyện gì. Thì thêm một lần nữa, cảnh tượng trước mắt thật sự phải làm cho ai nấy cũng phải nôn thốc nôn tháo. Là vì tất cả mọi người thấy xác của bà Từ nằm sẫm xoài trong bụi chuối, đầu thì bị bẻ ngược ra sau, miệng bị xé toạc ra, ngậm đầy củ kiệu. Hai mắt trợn lên trắng dã, toàn thân đã cứng đờ chết tự bao giờ. Và câu chuyện hũ kiệu ma quái đến đây cũng chính thức là kết thúc. Nói nào, nó rất là hay đúng không? Và nếu bạn, anh em đừng quên like xem video này nhá. Và nếu bạn vẫn muốn xem những chuyện ma về món ăn kinh dị như thế này thì hãy nhấn ngay lập tức vào cái hình thu nhỏ mình đang để ở ngay trên màn hình đây. Các bạn sẽ thấy một câu chuyện ma cực kỳ là ám ảnh. Đó chính là nồi bánh tét đẫm máu. Rất là hay luôn đấy. Và hãy đón xem câu chuyện đó nhá.